Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại cô bác ơi, thì mình còn thấy có rất là đông bà con ở đó, bác ở đây đến viếng luôn. Xe 16 chỗ luôn quý chú anh chị ơi. 16 chỗ đến vừa ghé lời đến viếng mộ chú Vũ Linh nè. Đó. Quý chú anh chị. Quá đông buổi sáng luôn ha. Bên đây thì có mấy ông bà vừa lên nè. Để Duy Minh đi từ từ qua đây coi có xe không. Con chào mấy cô ha. Mấy cô với mấy gì từ đâu đến hả cô? Bà ghệ Vũng Tàu hả? Ồ lên đây đông quá ha. À, bà con mình đi lên đây rất là đông luôn quý chú chị. Dạ mẫu của chú Duy Linh bên đó cô. Có bên đó đó dạ. Quý chú chị. Ồ bà con bác đến đông quá đông luôn. Quá đồng heo quý chú chị. Từ Bà Rịa Vũng Tàu vô đây xe 16 chỗ quý chú chị ơi. Đó, ốc tiều cũng mới lên. Xe quá sáng giờ xe tấp nập luôn quý chú chị ơi. Xe này là xe đưa tang ha quý chú chị. Xe đưa tang có treo cái biển cái ấy ở trước á. Đây chắc là bà con mình đến đây lần đầu tiên luôn hả bà? Mở đến lần đầu tiên luôn quý chú chị. Không quá đông luôn ha. Mấy cô đi từ mấy giờ mà đến đây sớm vậy mấy cô? 6 giờ. Dạ. Có đem theo gì rồi? Nước đá luôn. Nước đá, cà phê. Hôm nay mình đem theo mình cúng cho chú hay sao? Bánh nữa dạ. Bánh mấy cô ở Vũng Tàu tới dạ được rồi cô dạ dạ nhiều lắm hả cà phê nè cà phê Vũng Tàu hả hả cô Bà Rịa chứ không phải Vũng Tàu ha. Không phải Vũng Tàu, Bà Rịa chứ không phải Vũng Tàu quý anh chị. Cà phê đem cà phê theo. Ủa cái cục nước đá gì mà nó tròn tròn á. Ngộ hả? Dạ làm khuôn sẵn hả cô? Dạ. Trong đây mấy cô ở đây là ai là chủ thôn cô? Dạ. Ai giờ ai lớn nhất là chủ thôn đi. Làm chủ thôn là tâm lý gánh nặng lắm nha. Dạ. Ở gần biển không cô? Xa biển hả cô? Vậy mình có hay ra ngoài biển không cô? Cách biển bao xa cô? Cách biển bao nhiêu cây số? Dạ. Ngoài đó mình có hay ra biển tắm không cô? Dạ vậy hả cô? Dạ quá quý luôn rồi bà con ơi. Tháng này ngon không Tài? Ngon không hả? À, ly đầu tiên à, Tài nó thử nữa là ngon quá quý cô chú anh chị. Dạ đó, bà uống chú đi bà, uống chú đi à, em dạ, dạ con cảm ơn bà ha. À, con cảm ơn bà. Nè uống chú đi em gái. Ưu tiên cho trước. Trời, kính lão thọ gì anh đâu có già đâu kính lão thọ. Nè lắm hết. Em uống đi chui chồng rồi. Kính lão thọ. Uống đi chú đi. Kính lão thọ. Dạ. Được rồi mấy cô cứ lo cho mấy cô chú đi. Còn tụi con này ở đây là con đầy đủ lắm.
Alo. Alo. Dạ. Sao vậy? Đây đang nghe điện thoại cho nghe. Dạ. Tại vì có mấy cô ở Vũng Tàu vô đông quá cho nên là chị nói gì như vậy. Dạ dạ dạ. À chút xíu gọi sao hả chị? Dạ dạ. Dạ dạ. Má quý rồi quý chúng chị ơi, bà con đến đông quá. Trong buổi sáng hôm nay quý chúng chị ơi. Sáng nay bà con đến quá đông rồi quý chúng chị. Sao? Có mùi gì? Chưa uống rồi đấy gì biết. Đang cầm chưa uống luôn á. Đâu anh thưởng thức cái ha. À, cầm thì mang nghe. Đang chờ chút xíu để một cái cái. Đó. Rồi để rồi. Uống cái ha. Sa ca. Mới này mới về áo đẹp luôn. Rồi bây giờ review về cái chiếc áo và ly cà phê. Không phải phải. Em hát vậy là sai rồi, bài hát có phạm trưởng mà vậy hát là hạt của phạm gì luôn rồi. Anh phải nói nè. Em đòi áo mới chắc giờ này rất vui. Đó. Mong người đừng quên cái chiếc áo ngày xưa ấy. Đó, thấy chưa? Thì phát về là rồi bây giờ chuyển sang ly cà phê ban mê luôn cho anh nghe nè. Trời ơi, cái vị ngọt ngọt, đắng đắng, mát mát, đúng không? Ngọt ngọt, đắng đắng, xôi mụn. Đó, bà con mời tất cả các anh em YouTube và mọi người một ly cà phê ban mê. Vậy là mình uống ly cà phê mình mặc áo mới là mình nãy như em hát là câu ủa sao nay anh quay nhiều clip vậy? Tại vì bữa nay là anh muốn cập nhật mỗi giờ cho bà con cô bác luôn. Nói chung là nhưng mà video phải dài nha. Không, anh đang video dài luôn. Em đang video ngắn nhưng mà anh cập nhật từ sáng bữa nay là Duy Minh trực tiếp trong đây luôn theo quý cũng vậy. À, tại vì mình mới cài cái mạng, mới mua cái sim 3G á quý chúng vậy. Nó rất là mạnh. Mong người đừng quên chiếc áo ngày xưa ấy. Dù là phải thay xin đừng bỏ đi. Thôi em uống cà phê đi cho khỏe. Đó, vô mình coi mấy cô nè đang làm nè quý anh chị. À, mấy cô cà phê rất đậm. Rồi. Cô đây đến từ Vũng Tàu quý chú anh chị ơi. Xe 16 chỗ luôn. Mình đi như vậy là chừng nào mình mới về cô? Mình nghỉ trưa ở đây hả gì hả cô? Trưa mới về. Tại vì bên đây á, để hướng dẫn cho khán giả. Bên đây có nhà chờ cô. Và bên kia cũng có nhà chờ luôn. Đó là mình à, đầy đủ. Mình khi mình đến Hoa Viên này thì khỏi lo cái chỗ nghỉ trưa với nước nôi khỏi lo. Đó. Và có cả lọc của chú Vũ Linh nữa. Đâu nào cúng để cho chủ đâu. Mở sao vậy? Không cô để cho cúng đi rồi. Dạ được rồi cô. Để cho mấy cô con ở đây khỏi lo đi. Con cặn đây mà. Con người cập nhật ở đây mỗi ngày mà. Nước đá Vũng Tàu. Anh uống rồi, anh uống lâu rồi, anh đi mấy lần. Vũng Tàu.
ngày xưa anh cũng quay clip mà về là du lịch á, đi Vũng Tàu quay đúng không ạ? Thôi chừng nào anh em mình đi du lịch đi. Chắc là qua vụ này chắc anh em mình tổ chức đi du lịch quay Vũng Tàu. Cái bữa anh đi ra ngoài là có mấy người mắc lên báo luôn đó, là bị sóng á, bị sóng cuốn, bão dông á. Tạm bên góc nào cũng được. Bỏ vô mỏ. Bỏ vô mỏ. Gần 15 mét kiếp nó nhiễm luôn rồi quý vị. Dạ con cảm ơn bà ha. Chào bà con ha. Đây là miếng xôi vậy cô mời Duy Minh. Duy Minh cũng cảm ơn cô đã mời Duy Minh ăn thử miếng xôi vậy ở giờ Bà Rịa Vũng Tàu quý chú vị. Đúng là cái xôi này gọi là xôi vậy là đúng luôn. Nó có cái vị gừng, có cả cái vị mè quý chú vị. Nó có cái hương thơm giống như cái mùi quế vậy. Mùi vị đúng không? Nhưng mà nó giống mùi quế quá con. Vậy đó ha. Đúng là xôi vậy quý chú vậy không? Xôi vậy ăn vô một người miếng lấy vậy thôi. Đúng không con? Xôi vậy là ăn vô người một miếng lấy vậy thôi chứ không có lấy bị ha. Cô tiếu quá, cô vui vẻ quá quý chú vậy. Giờ mình vô trọng cúng hay sao cô? Vô trọng cúng hay quý chú vậy. Giờ chờ mấy cô soạn đồ đem trọng cúng rồi mình quay tiếp ha bà con. Còn quý cô chú chị thì bà con cô bác vừa từ bên kia qua bên đây để là thắp hương xong rồi quý chú chị ơi. Anh Hồng hả anh? Đồng hề, đồng hương Duy Minh nè. Duy Minh ở giáp với Tân Hồng ở K12. Đây K12 đi. Em K12 nè. K12 chỗ nào? Em ở K12 giáp với K12, em cũng K12 dưới, còn kia là K12 xã An Phước của chú chị. Đây huyện Tân Hồng với huyện Tâm Nông thì có hai cái K12 giáp nhau luôn. Ở khu M á. Dạ em ở K12 chứ không khu M. Giáp ranh với K12 An Phước. Tàu ca. Bạn muốn chú gì? Hôm nay là khá là đông, mời con bán xuống kiếm một con chú luôn nè. Hôm nay là vì mình cập nhật mỗi giờ cho bà con cô bác cùng xem luôn ha, không có bỏ một khoảnh khắc nào luôn quý chú chị ơi. Mình mới đăng ký cái mạng Vina quý chú chị, cho nên là vì mình sẽ cập nhật trong đây luôn, quay clip xong rồi tải lên luôn quý chú chị. Quá đông luôn quý chú chị ơi. Hôm nay là em chào chị. Mở ra giùm con phải không?
nè, con bấm cái nút này nè, đó thấy chưa, ok không? Nó coi chừng mấy nha con, chừng bá con bá nhẹ nhẹ con, từ từ cứ từ từ ha. À, buổi sáng này rất là đông bà con bác. Mấy chị từ đâu đến hả mấy chị? Dạ, Kiên Giang. Kiên Giang hả? Kiên Giang là quê hương của chú á. Chú Linh, chú ơi, chú ơi, Kiên Giang. Đúng rồi, quê ngoại ở Kiên Giang, quê nội là ở Đồng Tháp. Người cháu ở Đồng Tháp là quê của chú Minh luôn. Chị ơi, chị đứng chị chụp giùm em đi, đừng có bò quá chị ơi. À, chị cháy cháy cháy. À, chị. Chị đứng. À. Đừng bò quá. À, chị thông cảm ha. À, mình được có cũng như nhiều khán giả ta xem á, ta thấy ngồi lên mẫu của chú á. À, cho nên là chị cũng thông cảm ha. Dạ, đừng ngồi lên mẫu của chú. À, mình chụp có hình đi cháy, chụp có hình đi. Sao chị? Khán giả nhiều á. Ồ, khán giả đông luôn á. Nghệ sĩ chứ khán giả đông ở kia hai ba đoàn luôn á chị. Đông dữ dằn luôn rồi. Kiếm nghệ sĩ hả? Nghệ sĩ là chỉ lâu lâu mới xuống thôi. Em cảm ơn chị nha. Ở đây có chú này đang chia sẻ gì đây? Không phải mà người ta chu sát hạ lại gì cho con đưa lên. Những cái coi chú coi chú. Mình mời rất thâm hụt cái tình cảm của tụi con ngay cái lo với cái hương trần mà bữa đó. Chú có thể chỉnh con bên đây tại ngay cái lo tụi cháu bị bán quyền á. À, giờ chỉnh khó nghe lắm quý vị chúng chị. À, em chào chị. Một ngày cái chị Loan mà rồi con Kỳ Lân dạ. Thì chị nói cũng là đúng chứ không phải là sai nha. Tại vì chú là một cái người hậu đài cũng như mà hồi tối mà chú thấy hưng trần mà hỏi má nuôi của Vũ Lân á, thì Kỳ Lân á nó được á là cái hình khoảng chừng 20-30 thôi là không được để lên cái bộ phận đế, không được để đế mà còn Kỳ Lân quyết này thì đầu chú à, chào con này là tài 66 phải không? Dạ. Thì chú thấy cô Sáu á thiệt rất quý trọng anh Năm thiệt, nhưng mà cái cô Sáu đó làm quá. Cô Năm à, là cái cô Sáu gì đó. Rồi mấy bữa đó mà thấy giận mà cầm cái nón mà trội. Rồi mình thấy phải nói rất là ái mộ. Cô cái chị Sáu đó thì cũng nhỏ tuổi hơn chú Vĩnh, chắc cũng tuổi 2 tuổi, rất là ái mộ, nhưng mà có điều cái là mất đi cái tình thân thiết của một người ái mộ như anh Năm thiệt. Mà bây giờ lên đây á, thấy tụi con nè, những lúc mà hòa đồng anh em sống cùng chết khổ cùng nhau mà chia sẻ à, như vậy là chú Vĩnh thấy rất là quý trọng. Mặc dù là nó hơi nắng nhưng mà được một cái cây dù ngay cái phần chân của cậu là thấy là quý, rất là ấm cho mọi người. Theo là hồi như hồi tối này cũng có thấy Thảo hay Lạng Nhi cũng đi xuống tới nhà của con ấy luôn, tới nhà của Hồng Loan luôn, có Hồng Trần là năm giờ là thấy tại cái sân trường của Vũ Lân rồi, tới 1:30 anh ta mới về. Thương Hưng Trần lắm, đây Hưng Trần có đây không? Dạ. Hả? Thương Hưng Trần, mà cái Hưng Trần giỡn cái là cái lời nói của Hưng Trần á, nhiều lúc thêm nhiều những cái câu văn, những cái từ nó không có được vui. Hai bị khán giả bình luận. Thứ nhất là chú khâm phục nè, con về đây thì chú Vĩnh biết. Thứ nhất á là nói về đứng đầu, Niêu á thì được một cái là nó lên lẹ, nhưng mà cái lời nói của Niêu với Hưng Trần với Tài thì Niêu cũng bằng tụi con thiệt. Nhưng mà Niêu tại vì cái YouTube của Niêu á thì nó đã đi trước tụi con về cái hình ảnh mà ở dưới thành phố nó rất là nhiều. Còn tụi con tác nghiệp cái sân khấu này nhỏ, chú khâm phục Tài với TH với ai nữa là quên rồi. Thế mấy cái cô nữ thì chưa có bằng tụi con. Chứ Niêu á thì cái lanh lẹ nhưng mà
tại vì cái lời nói của Niu với cái người trong Nam mình á, nó nghe cái từ không có rõ, đúng không? Chú không phục tụi con. Mấy ngày nay thì chủ nhật ngày sau không thấy cái cô Năm Ron gì. Hôm qua mình kia thì thấy cô Năm Ron có lên. Chú đến nhận gặp cô Năm Ron, hai anh em mà mình mời lại kia ngồi tâm sự. Tâm sự gì chú? Tâm sự ví dụ như bây giờ mình là một người ái mộ đi, đúng không? Ví dụ bây giờ mình có thương, mình đến gì mình đến, mình đừng có nói cái gì nữa hết. Mình đến thì mình để mình thắp nhang ví dụ cho anh hay là cái thần tượng của mình, thì mình đừng có nói cái chuyện gì cái bữa đó ai mà làm cái chị ta buồn cũng cái vụ mà mấy con kỳ lân mà mình cũng tâm sự. Cái duyên cậu đến cho cái người nào thì người đó hưởng thôi, cũng như tụi con thôi. Tụi nói vậy, ví dụ bây giờ mình quyết định trước thì mình đi, mình đừng có chờ đợi ai hết, chứ mình đừng có lợi ngay chỗ cái bữa đó ngay cái đường đi này hay cái đường đi này. Chắc cái đường đi này bả giận bả dùng cái nón này nè. Chú quyết định lên bữa nay ở chơi tới trưa trưa để coi gặp với chị không, mời ra hai anh em ngồi tâm sự, mình cũng như chị thôi, phải không? Như hồi tối này chú gặp má nuôi của Vũ Lân á, cũng hỏi chú là định có đi theo trả lời nó không, giờ lớn tuổi rồi sao chị ơi không có đi. Nó bả cũng dài dặn kinh nghiệm đó. Thôi bây giờ để cho chú Vĩnh lại đúng chúc tụi con được dồi dào sức khỏe nhiều ha. Vui chung chị ạ. Nãy giờ để chia sẻ một vài điều bức xúc. Ủa chú nãy giờ như đầu câu chuyện là em hiểu rõ hết á. Chú chia sẻ về cái điều gì ạ? Nhưng mà chú cũng chú, tâm chú. Sự với cô Loan á, cô Năm Loan á, để có thể là ghi nhủ cô một số điều thôi. Tại vì khi mà sao? Tức là anh chào đứng vậy. Quan quý cô chú anh chị ơi, thì Duy Minh đang tìm một người chú làm hậu đài cho chú Vũ Linh ngày xưa quý chú anh chị, nên là lên trên đây ở trên đỉnh của Linh Hoa Tại Đàn đó quý cô chú anh chị, ngồi xuống đây rất là đẹp luôn. Ở đây có một số khán giả. Chào em gái. Quý anh chị và mấy chú dắt những khán giả đi lên đây quý anh chị. Chú thấy cái chú mà làm hậu đài không? Hậu đài chú Vũ Linh lúc trước á. Nghe nói chú lên đây là Linh Hoa Tại Đàn mà. Thì dẫn đi, dẫn lên hả? Không thấy hả? Không thấy. Ô chú kẹp cái miếc vô cái áo của chú mà quên luôn rồi. Giờ phải đi kiếm ở quý chú vậy. Ở trên này cao nhìn xuống nè ha. Cao quá. Bên đó là mỏ của ông Két quý chú vậy. Ủa, không phải ông Két. Ông Phụng. Long Lăng Quyên Phụng á quý chú vậy. Bên đây là mé bên kia á bị khuất rồi. Là ông Long. Còn ông Quy là bên đó. Lăng thì ở phía trước á quý chú vậy đây nè. Còn bên đây là Phụng. Ở bên trong đây là Duy Minh thấy ở trên đỉnh thì sẽ có các nhà sư quý chú vậy. Đang tụng kinh. Chào bà con nha. Ủa bà con mình từ đâu hả chị? Từ đâu đến hả? Gì hả? Dạ. Quý chú chị. Bên trong thì cũng có các sư đang tụng kinh á quý chú chị. Đó, đang tụng kinh bên trong nha. Đó, mình. Dạ, vì mình cũng mới biết luôn á quý chú chị. Thường thường là vì mình ở dưới tầng dưới thôi. Dưới đây nè quý chú anh chị. Thôi cái chỗ sư đang tụng kinh này mình cũng không có làm phiền nha quý chú anh chị. Rồi đi xuống đây. Mong rằng chú lỡ có đi về á mà nghe cái clip này có thể là lên là sao giữ cái mic giùm Duy Minh. Đừng đem lên cái mic lại quý chú anh chị ơi. Mình mua cái mic đó không có bao nhiêu tiền, chỉ mấy trăm ngàn thôi. Nhưng mà nó đủ bộ á quý chú anh chị. Hôm nay bị gì gói quá. Chào cho anh. Dạ. Kỳ Lăng hả? Dạ, em cũng thấy Kỳ Lăng anh. Tôi Kỳ Lăng bự lắm. Kỳ Lăng ở dưới chạy ngay chỗ mộ của chú Linh đó, ngoài cổng đó. Dạ. Ở chị
ở dưới cổng á chị. Nè bà con đến đây là đây là những cái kỹ vật của tất cả các mà nghệ sĩ rồi soạn giả quý chú chị, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Khê nè, rồi nghệ sĩ ưu tú đạo diễn điện ảnh Lê Văn nè, rồi nghệ sĩ nhân dân soạn giả Diễn Châu nè quý chú chị, rồi nhạc sĩ Phạm Duy nè, nhạc sĩ Thanh Sơn nè, rồi danh cầm Tư Còn quý chú chị. Chú Tư Còn thì ở Bình Dương đây ha quý chú chị. Bà con mình đến đây viếng nè những cái hình ảnh của chú Vũ Linh nè quý chú chị. Để Di Minh quay lại một lần nữa cho bà con bác xem nhé, chậm chậm nha. Đó, giờ Di Minh cũng đang đi tìm cái chú đó, không biết giờ chú có về chưa không quý chú chị. Giờ đeo cái mic của Di Minh rồi. Đó đây. Đó, ở đây cũng mới vừa khán giả vừa thắp hương xong nè quý chú chị. Đây là cái bàn thờ của là nghệ sĩ nhân dân soạn giả Diễn Châu. Đó. Còn đây là bàn thờ của là nghệ sĩ ưu tú đạo diễn diễn viên đạo diễn điện ảnh Lê Văn quý chú chị. Còn bên đó là tiến sĩ giáo sư tiến sĩ Trần Quang Khê quý chú chị. Đó. Ở đây là một cả một nơi tôn nguyên luôn, hôm nay là có ở trên á tụng kinh á quý cô chú chị. Lâu lâu rồi như Liên Minh biết là tụng kinh một lần ở đây rất là quý luôn. Đó, quý chú chị nó ấy quá thôi đi để cho mình đảo về mộ của chú ha quý chú anh chị. Bà con thấy video có ý nghĩa cho Di Minh một like một đăng ký ủng hộ ha quý chú anh chị. Giờ Di Minh phải đi tìm cái chú đó mới được quý chú anh chị ơi. Đó. Quang quý của chú anh chị ơi, buổi sáng nay rất đông bà con cô bác đến viếng luôn vì bà con mới vừa trời nắng rồi, bà con vô trong nghỉ mệt nè quý chú anh chị. Em chào chị. Anh chị từ đâu đến anh chị? Bình Dương mình ha. Dạ. Hôm nay là lần đầu tiên mình đến đây hay sao anh? Tiên đến đây luôn ha. Anh cảm thấy ở mộ của chú như thế nào anh? Dạ. Đi quý chú anh chị, mấy anh mấy chị đi đến đây viếng mộ xong rồi người ta sẽ đi vô bên nhà chờ quý chú anh chị. Ủa mình thắp hương cái gì rồi hả anh? Ủa mình cúng hai trái dưa hấu hả? Dạ không. Mình đi gia đình mình đi vô mấy thành viên anh? Dạ đi 4 người. 4 người ha. Hôm nay là lần đầu tiên mình đến luôn. Ở gần mình chưa mà lần đầu tiên mình mới đến hả? Chắc là ở nhà là coi trên YouTube cho nên là cũng ngon hả anh? Cứ đi thoải mái ha anh, tham quan thoải mái quý chú anh chị. Di Minh đang tìm chú cái chú mà đeo cái mic của Di Minh giờ đi rồi quý chú anh chị ơi. Không biết chú có nghe được cái clip này không, chú có đảo ở đây chú nhớ lấy cái mic lên giùm con nghe chú. Đó. Nhà chú thì ở Sài Gòn hả quý chú anh chị. Này có mấy chú. Chào chú. Di Minh chú có coi không? Hai ông ngồi kia xuống dưới nhà của hai ông ngồi kia. Xuống dưới rồi tối thì chạy ra chỗ anh hát nữa. Dạ. Chúng ta là chú cũng cập nhật dữ nha chú. Trời ơi, về là bác bảo không à. Chắc chi tiết thì bác cũng coi kìa. Dạ, ở đó đông quá. Sáng này bà con đến đông lắm, vừa đi ra bên đó. Bên phía ngoài á quý chú anh chị. 15 hết. Chào hả? Đi ra kia hả? Đi ra kia. Gì? Có cá bông xanh luôn hả? Ồ, có cá bông xanh là tốt nha. Gì hả? Ồ, chuẩn bị có cá bông xanh nữa quý chú anh chị ơi. Hôm nay là Di Minh cập nhật 24/24 cho bà con. Ồ, có chiếc xe 16 chỗ kìa. 24/24. Hai clip nhưng mà clip nhiều ấy đó. Hai clip à, em sáng giờ 11 clip. Alo. À, em đang trong mộ mà. Ồ, em mới thấy anh mà giờ anh chạy đâu mất tiêu hả? Rồi đang đứng ngay cây xe ghi luôn nè. Rồi.
Ồ, có cá vô bà con ơi, cá bên khán giả của anh yêu hay sao á, là phóng sinh nha. À, bên bảo vệ hoa viên người ta cũng bốn quy chuẩn vậy, hai người chạy đảo tới đảo lui để là đảm bảo cái phần lưu thông đường lên trên 15m. Có cả chú bên quản lý qua viên luôn, bên bảo vệ luôn quý anh chị. Bà con nhìn quá kìa, nhìn kìa, đông đừng nói tới luôn quý anh chị. Con cá xanh nè. Ở đây đúng là gọi là hoa viên là đúng luôn quý anh chị. Con cá màu xanh nè. Hôm qua là anh trùng hợp là có hai khán giả tặng đồ anh. Hôm qua hai bữa nè. Chị Kim Ngang, cái chị mà hồi xưa làm đóng cái vai mà A Tỳ á, cái gì là Tỳ nữ á, Tỳ nữ của chú Du Linh á. Tặng cho anh cái áo này. Này đúng không? Hết luôn. Còn chị, còn cái áo này là của chị Hàn Quốc nè. Không, ngày mai chị mới lên. Ngày mai chị lên đó. Chị là cái này là của một người ở Hàn Quốc, một người ở đâu anh? Chị ở Sài Gòn. Một người ở Sài Gòn. Bữa nay tập hợp mới đúng rồi, tập hợp mới mặc liền cho nóng. Mới lắm nha. Bữa nay có cái mới nữa. Mà mới mắc cái ấy. Mới mắc cái mít, còn con cái à. Cái này đúng không? Chú ở Sài Gòn nghe được cái clip này, nhớ giữ cái mít giùm con nghe chú. Chú Vĩnh. Chú Vĩnh ở Sài Gòn. Chú làm hậu đài của chú Linh ngày xưa á. Nãy gắn rồi chú, quên luôn. Quên luôn. Tới rồi. Chị ơi. Chào chú. Ủa cái này của con hả? Nghe nó là à, gì hả? Đậu của con 15 mét quá, quá dữ rồi. Ờ. Sao anh? Phóng sinh. Của anh yêu của con nữa hả? Cá bự còn như đây của con. Rồi vậy là con phải vô con thắp hương con trình mới được. Dạ. Khỏi sách vô chú. Con khỏi sách vô. Con trình là được à. Ở đây bao nhiêu con chú? Chú Di Minh. Dạ. Tại đây 10 bịch đó. Ở bịch. Thôi không có thằng đem vô, đem tới đem lui con cá nó mệt lắm. Vậy giờ sao? Mà anh vô là anh trình là được rồi, anh trình thắp hương trình là được rồi. Rồi. Em bỏ lại đi. Dạ. Không mới em đem con nó vô cũng được. À vô trình cá nó vô trình đi quý vậy. Quậy chó đẹp cái coi chút xíu làm thằng em coi. Rồi. À. À, quý ở đây là khán giả nào rồi gửi cho em anh? À, khán giả đó là của một cô bạn của cô Dư Hiền á. Bạn cô Dư Hiền á. Ồ con cảm ơn cô Dư Hiền. Dạ. Bạn của cô Dư Hiền, giấu tên. À, gửi cho Di Minh với là anh Niu luôn đó nè. À, rồi. Vì mình vô đây thắp ba nén hương để trình ha. Rồi. Rồi. Bây giờ em gái em miền Tây. Em gái. Em quay giùm anh tí xíu được không? Anh thắp hương cái coi. Mình chừng ốp cái. Em quay giùm anh cái. Em vô trình thôi quý chú chị ơi. Hai con cá chép. Ủa? Mình đốt qua đèn cái đi. Đốt qua bên kia cái đi. Có gì đứt gắt? Rồi. Em nhỏ là nó chưa có trái. Đó, quý chú chị ơi. Bữa nay nhiều sự bất ngờ của quý chú chị. Chào cô. Cô biết con không cô? Không. Con Di Minh cô. Dạ. Dạ. Dạ, dưới quê lên ha. Chào em gái. Chào chị gái. Chào con trai. Hai đứa trai dễ thương quá. Rồi, để thắp hương ha. Anh thắp hương rồi chưa anh? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20
hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2023, 36 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog, thắp nén hương trình giữa các vị, các ngài, thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dân dạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần, hộ pháp, ở nghĩa trang qua Duyên Bình Dương. Hôm nay được sự trợ duyên của một người cô giấu tên ở Sài Gòn, là bạn của cô Diệu Hiền, gửi cho Duy Minh những cái đàn cá này và những con cá to này, thì Duy Minh cũng trình giữa các ông cho Duy Minh là phóng sanh. Trước thì hồi hướng cũng xin hồi hướng công đức cho chú Vũ Linh được giảng sanh về miền Cực Lạc, và sau cũng xin hồi hướng công đức cho một người cô giấu tên là bạn cô Duy Hiền ở Sài Gòn, gia đạo gia đình được bình an vô sự, làm ăn cũng phát tài phát lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị, các ngài, thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dân dạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần, hộ pháp, nghĩa trang qua Dương Bình Dương này chứng nhận dùm tấm lòng của một người cô đó. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đi, con xanh đó, con xin trình mấy ông ha, cho con thả mấy chú cá này đi. Nam mô, nam mô, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho thả mấy chú cá về thiên nhiên ha. Nam mô A Di Đà Phật. Mà lại chí pháp, nam mô Nam Tát. Rồi chết. Ủa cái nón đâu ta? Rồi rồi rồi. Rồi em cảm ơn chị. Tranh thủ, tranh thủ. Rồi. Tranh thủ đi xe bên kia. Đó, một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn. Không hiểu đi đâu trời. Sao chú? Sao? Dạ dạ. À đi đi. À. Ủa bữa nay chú định thả chỗ mớ hay sao anh? Tính thả chỗ mớ hay sao cho nên là lát nữa đọc kinh thả nhà, lát nữa lại đưa mở kinh. À mở kinh hả? Kinh Phóng Sanh nha. À kinh Phóng Sanh luôn hả? Có bán quyền không? Không. Ồ à. Gặp nhau tại ngã ba Lộ Tẻ. À. À vậy là anh tải lên rồi đúng không? Tải lên rồi thì được. Ở Long Kinh có bán quyền là mất công xử lý như không à. À chạy giờ đi theo bên mấy chú quản lý bên Hoa Viên để dắt anh em mình đi cái nơi thả một cái nơi khác nó quý với chú anh chị. Chút xíu chị không lo lên anh. À đúng rồi, sẵn đồ mua đồ thì tầm lum chứ á, chắc là lên cúng quá. Chung là Duy Minh cũng rất là cảm ơn cô đã trợ duyên cho Duy Minh làm những cái chuyện mà phải nói là rất là ý nghĩa luôn quý cô chú anh chị. Cũng cảm ơn cô Diệu Hiền, cảm ơn cô giấu tên bạn của cô Diệu Hiền, không biết gọi là cô hay là chị đi, không biết nữa quý cô chú anh chị, tại vì mình cũng chưa gặp mặt mà chưa có nói chuyện trực tiếp với cô luôn á. Đó, bên trong này bà con thấy không, xe ở trong Hoa Viên này xe chạy là tấp nập luôn quý cô chú anh chị, chứ không phải là bà con thấy buồn đâu, thấy không, xe du lịch không luôn á. Đó, xe du lịch không à, cuối tuần là vui lắm quý cô chú anh chị, bà con cô bác kéo đến đây rất là đông luôn. Đó, vậy là chú thả ở cái đường trên nè quý cô chú anh chị ơi, hổng thả đường dưới, bữa nay lên đường trên ha quý cô chú anh chị. Ô bữa nay lên cầu trên, chú giật lên cái đường ở trên quý cô chú anh chị. À, con cảm ơn chú ha. Hồi hổm anh em mình thả dưới cây cầu ở dưới kia. Đó, quý chú chị. Ồ, giờ thả thả thôi. Ồ, có kinh bên kia nữa kìa. Thả xuống đây được rồi. Thả xuống đây. Thả mấy trên này nè. Rồi ai bây giờ 15 mét thả trước đi, chút xíu cho mượn quay cái. Đó, quý cô chú anh chị nè. 2 4 6 8 10 bịch. Quý anh chị ơi. Một bịch này như mình thấy là khoảng gần 100 con không chú.
À cô, chú quay giùm con tí luôn ha chú. Này. Cá chép. Con bự chú. Rồi. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 5. Thì Duy Minh cũng xin là cầu nguyện cho là những chú cá này. Ủa, đọc kinh hả? Rồi, đây đây. Này. Đây. Mới anh đọc đi cũng được. Anh đọc đi. Rồi. Đọc cho mình phóng sanh nha. À, phóng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật trước đây. Kỳ tịnh thủy biến tái tam thiên. Biến tái tam thiên. Tâm không bát đức. Lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tăng duyên. Diệt tội thiêu khiên. Hỏa diễm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chú dẫn sanh. Chú dẫn sanh à. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Đa Dạ Đa Thi Dạ Tha A Di Gỵ Đô Bà Tỳ A Di Gỵ Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Gỵ Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Gỵ Đa Tỳ Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Di Đa Ca Lợi Ta Bà Ha. Bảy lần nha. Bảy lần nha. Ồ, một lần rồi. Một lần ở dưới đây chú sanh đi. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Gị Đô Bà Tỳ A Di Gị Đa Tắc Nam Bà Tỳ A Di Gị Đa Tỳ La Đế A Di Gị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Di Đa Ca Lợi Ta Bà Ha. Anh tốt là vậy thì hiểu nha. Còn hai lần rồi còn 5 lần nữa là 2 lần nữa thì dễ. Vậy đây vậy đây. Ok. Rồi. Anh đọc xong tới ngày tới. Rồi anh đọc đây, đọc đây. Điên rồi. Hôm nay là ngày 21 con xin gái nguyện cầu cho những chú cá giảng sanh này cũng hồi hướng công đức cho người cô ở phương xa giống tên đã phóng sanh những con này được gia đạo gia đình được cảm yên hạnh phúc cô có còn quay không chi đa ca lệ ta bà ha tên em tên em hả không tên em đúng hả chú giảng sanh Nam mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Gia Tha A Di Gị Đô Bà Tỳ A Di Gị Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Gị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Gị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chi Đa Ga Lợi Ta Bà Ha Đó tử rồi tí thôi giờ em cho xuống bọc chút đi tính vậy, hả phải, không phải nó nóng quá chưa chết gì để em thả xuống cái đi từ từ khổng sanh ha mấy ông đi sống về thiên nhiên ha Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật hộ công đức cho cô vừa đọc vừa hãy đi nghe anh đọc đi đó gì với thiên nhiên nha nè chú thiên nhiên nha nó mô gì vậy ủa con cá bự hả ủa rồi tới em rồi anh thả đi Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Gị Đô Bà Tỳ A Di Gị Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Gị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Gị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Di Đa Ca Lại Ta Bà Tỳ Ha Nam Mô A Di Đà Phật ha đúng rồi tôi muốn sanh hôm nay là ngày âm ngày mấy quân ngày 21
có qua ngày mai? 22 tháng 5 2023 đệ tử chúng con tên là Diệp Trung Liêu, Di Minh, mình là Di Minh Di Lóc, Quê Lóc anh chứ không phải Dơi Lóc anh. 15 Bình Dương, bạn có cô Dù Hiền, phát tâm bồ đề vô các loại cá phóng sanh. Rồi, đi về tự nhiên nha. Trên đền bốn phương nặng, dưới khỏe ba đường. Nếu có ai nghe thấy, đều phát tâm bồ đề hết một pháo thân này, sanh ra khỏi cực lạc. Nam mô chứng sinh chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng sinh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Sám hối luôn. Các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả các người nên sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vậy là mấy anh em mình đã hoàn thành. Còn một cơ còn bịch cuối cùng để lẩu luôn. Đó là rất là ý nghĩa ha quý vị. Phóng sanh này cũng hồi hướng công đức cho chú Du Linh, cũng mau về miền đất Phật quý chú vị. Cũng hồi hướng công đức cho các cô gửi cho Di Minh. Phóng sanh xả gì với thiên nhiên ha. Ở đâu thì về đấy đi. Ôi, con cá này gì của ai hả? Gì hả? Bự chứ hả? Hay con cảm ơn chú. Cá nãy của anh nó kiểu như nó mát quá. Quá hay quá chú chị. Nó mát quá quý chú chị ơi. Nó quá cho nên là nó nhảy. Ủa kìa kéo bỏ cốc xe. Không kìa kéo bự của em bỏ trong đây luôn đó. Mà giờ không biết còn không à, không thấy. Ờ cái kéo mà to á. Gõm vô sủa rộng á. Nó ngửa lên rồi kìa. Ngửa luôn rồi kìa. Nhanh lên. Còn 3 giây nữa. 3 giây nữa là cứu sống một ha. Nhẹ nhẹ thôi anh, nhẹ nhẹ thôi. Ờ, nằm xuống luôn đi. Nằm xuống. Nằm xuống luôn. Rồi. Thôi rồi. Không, nó mắc là nó còn sống đó. Mà nó phình lên là mới nguy hiểm. Rồi, vậy nó mắc là nó lội đi rồi. Đó, quý chú chị ơi. À, một lần nữa thì Di Minh con nhóc luôn chứ con gì nó ngớp quá trời luôn nè. Thôi mà cái chỗ này mát ha, có cái cây nè, rồi có nắng có mát luôn. Đúng rồi, chỗ này là hay nữa. Quay lại một câu năm thì quăng video đến đây thì Di Minh cũng xin kết thúc và cũng xin chúc cho các cô Diệu Hiền cũng như cô Dấu Tên, những Phật tử đã có lòng gửi cho Di Minh cũng như là anh Niêu dưới 15 hết những chú cá này để thả về thiên nhiên, để là Di Minh cũng rất là cảm ơn cô, cũng cầu mong gia đạo gia đình của cô, các cô được ấm no hạnh phúc, trí huệ thông minh tu hành tinh tấn, và cũng xin hồi hướng công đức cho chú Du Linh được dẫn sanh về miệt lạc. Thì video đến đây Di Minh cũng xin kết thúc thôi. Nếu bà con thấy video có nghĩa thì cho Di Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh nhé quý chú chị.